Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào các bạn. Hôm nay thì ba chị em tụi mình đang có mặt tại nhà của dì Tư Phượng. Thì cứ mỗi 2 tháng thì chú Trường sẽ hỗ trợ cho gia đình của dì Tư Phượng là 2,3 triệu để mà lo cái tiền ăn học với lại tiền thức ăn cho mấy bé và dì Tư. Thì hôm nay mấy chị em mình có mua một ít đồ nè của chú Trường các bạn. Thì bây giờ mình mua mình đem vô cho gia đình của dì Tư nha. Ở đây có thêm 3 bao gạo nữa, mỗi bao là 10 kg. Chào dì Tư nha. Rồi, đem gạo vô luôn. Xin chào mấy đứa. Rồi. Ơi. Con trai gì tư. Đem lấy. Hết trà đồ luôn rồi. Dạ rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Khỏe không á dì Tư? Bình thường. Dạ. Hôm nay mấy chị em con đến thì để thăm dì Tư nha. À. Giờ là cũng qua Tết rồi. Hồi lúc Tết mấy chị em con có đến tặng quà mà không có thấy dì Tư ở nhà. À. Không biết là dì Tư đi đâu, dì Tư vắng nhà mấy bữa ha. Không có gặp được gì. Đi ngoại đi nậu đồ mua đồ cúng đó. À. Dạ. Còn mấy em dạo này sao, khỏe không? Như học tốt không? À, khỏe hả? Rồi, xếp qua đây xí chị. Mấy đứa qua đây nè, xếp qua đây ngồi với chị đi. Qua đây. Xếp qua Thắm, qua đây. Rồi, mình xích vô nghe cho nó ấm cúng. Ăn Tết vui không ấy gì Tư? Cũng vui. Vui hả gì? Hôm trước con thấy con gái gì có về đó. Rồi giờ đâu rồi hả gì? Có giờ đi cái đầu đi mặn. Dạ. Mặn bệnh hoài rồi thằng chồng nó thì sáng sai chịu sỉnh không lo tới chân mặn thì tôi lộn tôi lạo. Dạ. Nó không lo hết trơn. Bỏ mấy này ra tôi dặn tôi la nói nó. Làm mà không cho ghé qua đây đâu. Làm có gửi tiền gì cho mấy em không? Gửi mà được bằng công ty đây nó ít tiền có 2-3 triệu mấy à, rồi bằng mướn nhà trọ nó ăn uống kia rồi về đây đưa có 1 triệu à. Yeah. Đưa 1 triệu là lo cho Thắm Thiết với lại Như. Con này ăn uống gì đó, còn đi học rồi mình lo riêng đủ. Dạ. Yeah. Rồi dì còn phải giữ thêm 2 em của người con con thứ Út của dì. Dạ. Rồi thêm Ngại đang đi học nữa. Ngại đi học thì giờ còn tốn tiền gì không dì Tư? Bà không đóng tiền này này kia cô tôi đóng. Dạ. Đóng này gai hoài hả? Dạ. Rồi bây giờ là hôm nay á mấy chị em con đến là có mua một số thức ăn với lại gạo đến cho gia đình dì Tư nha. Thì chị nói đi chị. Cảm ơn. Hôm nay thì con đi chợ thì con mua cho chị là 100 cái trứng. Wow, 100 trứng luôn. 7 cái rưỡi khoai. 30 cái gạo. 2 thùng mì ba miền. Đây là tôm khô. 1 ký tôm khô. Ai thích tôm khô thì lấy nha. Nè Thiết cầm đi. 1 ký khô cá sặc gà. Khô cá sặc gà. Khô này á là ngâm muối, ủ lộn ngâm nước á xong rồi mấy đứa chiên á ăn ngon lắm á. Ướp một xíu bột ngọt vô. Này khô cá lóc loại nhỏ. Đây còn cái này là khô cá lóc nè. Khô này thì bắt dầu lên chiên hoặc là nướng là ăn ngon bá cháy luôn á. Này khô cá lóc loại lớn. Đây cái này là khô bự nè. Cái này cũng giống vậy luôn nha. Khi nào mà đói bụng thì lấy ra ăn. Mấy đứa sẽ thích cái. Rồi. Rồi ở nhà thì Như có biết phụ cho bà làm mấy món mà dễ này không? Mấy cái này nè Như làm được không? À trứng thì Như làm sao? Chiên. Rồi làm gì nữa? Luộc được không? Luộc được không? Được hả? Rồi khoai lang thì định làm cái gì ta? Khoai có khoai lang ở nhà nè. Nấu. Nấu hả? Thắm biết nấu ha. Cái này mấy con rửa xong rồi nấu là ngon lắm luôn á. Khoai lang mật á chị? Ngon lắm á, khoai lang này dẻo lắm á. Để cho mấy đứa nấu ăn sáng hoặc là mấy đứa nấu mì ăn á. Mà cảm ơn chị lỡ làm để mấy trứng này. Dạ chị. Có gì lát chị Tư rửa ra nha, tại mấy con vận chuyển con rồi nó hết một cái. Nó làm bể hết một trứng rồi. Cái này dự trữ gì thì theo dì Tư là mình ăn khoảng được bao lâu hay gì? Theo dì Tư ăn nhín nhín thì ăn cũng hơi lâu à. Dạ. Luôn bữa vài trứng vài trứng vậy đó. Dạ. 2-3 trứng 3 trứng vậy đó. À với lại một ít đồ dự trữ nè. Thẳng từ từ ăn. Tại con thấy dì Tư hay đi á rồi bỏ mấy đứa ở nhà thấy nó ăn nước mắm với lại rau không à. Ăn cái không. Dạ, thấy tội nghiệp cái gì. Thì chị An có mua mấy cái đồ này nè rất là tiện lợi luôn, như hoặc là ngày để có cho nó ăn. Dạ có thể làm được á nó dễ hơn á. Với lại
những lúc mà dì Tư vắng nhà đó thì con lại đây thì con thấy các bé ăn với lại nước tương hoặc là nước mắm á. Nước tương nhưng mà không cho còn giờ nó chan tương không à. Cho nên là với gạo gì đó. Đợt này con quyết định là con mua thức ăn để dự trữ cho gia đình. Thứ nhất là nó cũng tiện lợi cái là các bé khi mà dì đi vắng á thì có thể lấy ra chiên hoặc là vài củ khoai mình ăn cũng đỡ đói. Đúng không con? Đúng không Như? Dạ. Tiện không mấy đứa thấy thích không? Rồi trứng thì nó cũng dễ dàng cho mấy con hơn, một là chiên. Nói nhà có trứng luôn thì mua 4-5 trứng còn ăn còn chấm. Còn hai trứng máng đúng. Dạ. Nhưng mà con thấy thường xuyên là dì Tư vắng nhà, con ghé nhiều lần lắm. Đúng rồi, không có là đi bằng mướn, đi bằng ga hè, bằng chỗ này kia, bằng cỏ, bằng gác, bằng lây gai hoài vậy đó. Để mấy này nhà đi bằng sáng đi, trưa về, chiều về đi bằng hoài, không có nhà, đóng cửa lại, không có nhà. Ngoài ra dì Tư ơi, thì còn có thêm một số tiền dư lại là 600 thì con gửi cho dì nha. Thì ở đây con cũng nói luôn là cứ 2 tháng á thì chú Trường sẽ hỗ trợ cho gia đình dì Tư là 2.3 triệu. Thì dì Tư cũng biết rồi đúng không dì? Nhưng mà đặc biệt lần này á là chị An muốn mua một ít gạo nè, rồi một ít lương thực để mà dự trữ cho mấy đứa. Dạ, còn số tiền dư lại là 600 thì gửi cho dì Tư nha, để lo cho mấy đứa đi học với lại sinh hoạt trong nhà. Thì tổng chi phí nha, hôm nay á là con mua là với giá là hết là 1.7 triệu. Mua gì đi để thì 2.3 triệu của chú Trường gửi thì mình sử dụng là hết 1.7 triệu rồi, cho nên là còn lại 600 thì con đưa con gửi cho gia đình gì để mấy bé nó có uống nước hoặc là cái gì đó thì gì cứ mua. Dì có muốn nói gì với chú Trường không mấy gì Tư? Tôi cũng gửi thăm gửi lại thăm chú Trường đó. Rất cảm ơn nhiều vì cho một số tiền chứ đồ gì đó. Cảm ơn nhiều lắm. Đỡ gì tôi cũng cảm ơn. Cảm ơn chú Trường nhiều. Dì Tư có vui không? Cũng rất vui vẻ. Thấy hình như hôm nay dì Tư hơi mệt hay sao ha? Mệt đi bằng nó mệt hoài rồi nó đi khám bệnh rồi đi ráng hái quả ớt đi theo nó đó cầm chừng vậy đó. Cái mệt hoài à. Nhưng mà hôm nay thấy dì Tư đi hái ớt cảm thấy có sức khỏe nhiều hơn mấy bữa trước. Trước ở nhà mới hái nó mới đi nãy nè. Đi về xong rồi không thấy dì nằm ở nhà thì nó hơi mệt, nhưng mà dì đi lao động thì thấy nó sắc mặt nó đỡ hơn, đỡ hơn lúc mà mình ở nhà. Ngày mình hái nhiều không dì Tư? Hái bữa được vài chục ký, ngày được vài chục vậy đó. Dạ. Một ngày cả hai có hai chủ à, là hái 3-4 ngày mới hái được lần, 4 ngày hái được cử vậy đó. Hái được vài chục ký nó ớt này nó ngã sập rồi hái khó hái quá trời. Rồi hái bắt mấy này nghỉ học rồi bắt nó hái nè. Vậy tôi cho nghỉ đó. Vậy nhà trường cho nghỉ đúng không gì? Cho nghỉ đó mình cho nó hái tiếp mình. Đỡ 5-7 ngày vậy đó. Vậy là học vô học. Rồi bằng ngày giấc sáng thì nó học buổi chiều, mình bằng buổi sáng bằng buổi vậy đó. Kiếm tiền thêm. Phụ vô mới được. Vậy là dì Tư cũng cho mấy em lớn đi làm phụ. Rồi một buổi đi học, một buổi đi làm. Buổi đi học, buổi đi làm vậy đó. Để mà lo cho gia đình. Ngày rồi không có mặn, mình ơn tôi mặn. Rồi bên nhà mất kiểu hai nhỏ này. Cũng cực quá hay gì, đủ thứ hết. Cực cũng chết luôn giờ ngăn. Tôi nó ở Cồn, nó từ Đồ Cồn tới Đồ Cồn chứ ở nhà tôi đó. Tôi cực khổ ngăn. Chỗ nội chỗ ngoại đầy đạn chân mệt cũng chết. Như đi bẻ ớt phụ với bà rồi thấy sao, có cực không Như? Không hả? Bẻ được không? Ngày em bẻ được nhiêu ký? 20 mấy ký hả? Là một mình Như hay là sao? Mình hả? Rồi Thiết hình như Thiết cũng có đi bẻ ớt đúng không? Cố hái. Thiết bẻ nhiều không? Thiết bẻ được không? Có mấy kilo. Mấy ký thôi hả? Nắng nó vô rồi. Nghỉ mệt hả? Nó mệt. Dạ, tại con nhỏ quá hay gì? Không nói. Rồi ngại có bẻ tiếp không hay gì? Có, nó hái tiếp nữa. Nhỏ này hái mấy cái chỗ mà ớt mà rồi mà đứng không có sập thì nó hái mau. Dạ. Hái nhiều. Giỏi hay gì? Cả gia đình ai cũng đi hái mò không? Dạ. Vì tổng chi phí gia đình mình á là một ngày hái ớt thì được bao nhiêu vậy Tư? Hái 4-5 ngày, 4-5 bữa thì hái được lần, hái được sáng tới chiều tối gì đi ăn về chừng 40 ký, 50 ký trở lại có khi không được nữa. Vậy là một ký mình được 4.000 ký. 4.000 ký. 160.000 từ sáng tới đến tối. Rồi 4-5 ngày mới hai cử. Vậy là 160.000 chia đều cho 4 ngày thì ngày bình quân mình được 40. Sinh hoạt một ngày phục vụ kiếm tiền thêm. Nhưng mà cái đó mình có làm thường xuyên không? Không, 4-5 bữa mới hai bữa gì đó. Vậy là mình có cứ cách 4-5 bữa mình hái. 4-5 bữa hái gì đến 6-7 ngày hai chừng mà lãnh có hai mẫu à. Nhưng mà mấy bé này đi học thì dì Tư hái một mình. Đi học thì ở nhà hái mình ơn, hái không sể bên đây hái nay, không gọi mới hái nữa, hái tiếp tục hoài. Dì Tư thấy mình thương đó, nó có để mình hái hoài đó. Hái tối ngày ra ngồi hái hoài.
Bán dạ. Lâu thì con nghĩ cho gắng hái. Dạ. Dì Tư cũng cố gắng lo cho mấy em nghe dì. Cố gắng rồi dạ. Hái nó còn nhỏ gắng lo cho nó học hành đi kia. Dạ. Thì hôm nay tụi con chị An này với lại Ngân đến á, thì mang một số đồ của chú Trường nha dì. Thì dì Tư giữ lại cho mấy em ăn nha. Tụi con xin phép dì Tư tụi con về. Cảm ơn chú Trường nhiều lắm. Dạ. Giúp đỡ cho tôi ra nuôi con của cháu cũng rất cảm ơn. Dạ. Rồi chúc dì Tư với mấy em nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ rồi, con chào dì Tư. Rồi tự dì Tư giữ cái này lại nha. Rồi. Cái này thử mấy con chắc là gỗ nha. Chắc là gỗ. Những cái phần nào mà nó bể đó mấy con ăn trước để cho nó bị dòi á. Bể ăn trước.